Ok, xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh PCP Thực Chiến. Đây thì hôm nay là ngoài Bắc này, trời mưa rất là lớn nha các bác nhé. Hôm nay là ngoài Bắc trời mưa rất là lớn, cho nên là em không làm video thực tế test súng ở ngoài trời được. Thì đây các bác, trước mắt các bác thấy là Terminator. Mẫu này thì em đang giáp dở đây, Kodomili quy 2 lỗ, dùng sử dụng cành 24 inch Kodo thẳng dài, cấu hình tầm trung. Đấy, thì các bác, thì hiện tại là em đang làm cái video này chủ yếu là để trả hàng cho bác Hải Nguyễn nhé, trả hàng cho bác Hải Nguyễn ở Lâm Đồng. Thì là với cái cây mà Terminator này bác ấy đặt ở bên em, với cái khả năng tài chính của bác ấy là 13 triệu, là đã bao gồm phí vận chuyển, bác ấy nhận xe thì đã bao gồm phí vận chuyển, cũng như là được tặng kèm, được tặng kèm là một cân đạn nha các bác nhé, một cân đạn 3 hộp. Đấy thì bác ấy cọc em 500 thì em cũng có một cái ưu đãi nho nhỏ dành cho bác ấy, là như cái mẫu, như cái cấu hình của bác ấy đặt là cái kính là 3-12 thì em sẽ gọi là có cái ưu đãi nhỏ nhỏ dành cho bác ấy, là em đổi cho bác cái kính VTR thông số là 4-16 nhân 42 OAC. Đấy thì các bạn cũng có thể thấy đây, con này là sử dụng cành TK Hồng Kông loại 1, 10 khương tuyến, khương là khương tròn. Bác ấy là bắn đạn sờ lung và xuyên phá thì em để áp là áp ra là 150, để áp ra là 150, còn đâu lấm trì thì là tầm 120 hoặc hơn 120 một chút là quay đầu. Đấy thì các bác cũng có thể thấy đây, cái thằng này Terminator đây thì nó rất là ngắn, nó ngắn ngang với một khẩu Kodo Mini các bác nhé. Đấy, nó ngắn ngang với một khẩu Kodo Mini. Những khẩu như thế này các bác có thể thoải mái đút cốp xe máy, cốp xe Iberlet, cốp xe Lit rồi thì rất là ngắn gọn. Với cái chiều dài là dưới 80 phân, nhưng mà ngược lại là cái cành của nó là cành 20 inch, nhưng cái chiều dài của cái cây Terminator này nó rất là ngắn. Đấy các bác cũng có thể thấy đây, như cái cây Kodo thẳng dài kia thì nó phải chênh với cái con này là hơn 40 phân, nó rất là dài. Ví dụ như là các bác mà muốn đút ở cốp xe thì lại phải tháo giảm thanh, rồi thì là tháo bình, cũng là rất là lình kỉnh. Đấy thì cái dòng này thì là về cái tầm bắn tầm xa, tuy là nó ngắn nhưng mà ngược lại là cái tầm xa của nó không thua kém bất kỳ cái dòng nào hết. Đấy, cái ưu điểm của cái thằng này nó rất là hay. Và cái tầm giá thì là nó cũng có rất nhiều cái tầm giá và cái phân khúc khác nhau. Ví dụ như là các bác mà có cái tài chính mà nó dư giả một chút thì có thể là chơi bình carbon, kính thì có thể là lên một số những cái dòng kính nó đắt tiền. Và cành thì các bác có thể, nếu mà khả năng tài chính mà dư giả, gọi là làm một cái cây gọi là full option cao, thì có thể cái cành nó độc, cái cành không, nó ở trên 6-7 triệu một cái cành này rồi, cành nhập khẩu chẳng hạn. Như đây các bác cũng có thể thấy đây, trên này thì em cũng đang vừa đi test cây này xong, cây quy 2 lỗ cấu hình cao này để trả hàng cho các bác. Còn cây này thì em chưa lắp kính vì cũng tối rồi cho nên là không test kịp. Thì các bác nào mà đang chờ những cái đơn hàng đến tay mình thì cứ bình tĩnh, đã cọc rồi thì là bọn em sẽ có trách nhiệm với cái sản phẩm của mình các bác nhé, nên các bác yên tâm. Đây thì tối về thì nhiều khi là ăn cơm xong là em cũng lao đầu vào căn phòng yêu thương, là cũng lụi cội
giáp, rồi thì là căn chỉnh lại, rồi thì để mai mà test trả hàng cho các bác. Thì cái cây ở đây các bác thấy là cái cây tiệp khắc này là có chủ nhân rồi. Ba cái bác đặt của em 100% chuyển khoản luôn 10 triệu đấy các bác nhé, chuyển khoản luôn 10 triệu đấy. Nhiều khi anh em mua condo rồi thì mua Q2 lỗ hay là tơ mi lạ to, anh em có cọc có 200-300 nghìn, 500 nghìn. Đây người ta mua đây này, người ta mua cả cây này người ta cọc cả chục triệu này. Đây là bộ cành của dòng tiệp khắc, nó khá là dài. Thì đấy nhá, rồi ok, thì em sẽ để điện số điện thoại ở góc trái màn hình, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp hoặc là gọi điện nhắn tin qua Zalo cho em, em sẽ giải đáp thắc mắc cũng như là tư vấn cho mọi người. Để mà tăng cái tính bảo mật thì các bác bên em có duy nhất chỉ có một số điện thoại 0328 483 691, để các bác có thể liên hệ vào cái số điện thoại ở trên góc trái màn hình. Thôi, video thì em xin kết thúc ở đây. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Thân ái chào tạm biệt.